Em cầm viên. Mừng nhá. Bằng nhau thế. Chưa đá đã biết có huy chương chán kinh lên. Tưởng huấn luyện viên được huy chương thì cũng được. Anh tưởng đá được phút nào, em đá được một phút còn có mới hợp lý. Đó, anh đầu tiên là người đẹp được. Ai đội trưởng thiếu đội trưởng à? Cùng phút nhá. Được rồi, nhà máy hướng dẫn. Này, kim cương ấy, kim cương nhá. Vẫn còn kim cương đồng có cơ không này anh ơi? Kim cương vẫn còn này. Anh có đeo không? Cúp này đeo rồi, trèo vào đeo. Đeo cúp. Đấy, đấy nó phải chúng ta. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Chụp ảnh đi, chụp ảnh, chụp ảnh, chụp ảnh. Chụp ảnh, chụp ảnh, chụp ảnh. Cảm ơn các chị Thiên Hải ạ. Tiếp theo xin mời anh Đinh Văn Mão, Phó Giám đốc Công ty lên trao huy chương vàng, trao cúp cho các cầu thủ đến từ nhà máy Thạch Thất. Thạch Thất là Thật Thách à? Lý đó có cái huy chương nữa rồi mà. Xin chúc mừng. Ôi mình biết chụp tháp đi. Ôi đi qua, qua, qua. Thầy rất hôm nay. Anh kia vào đây. Anh xuống về nào? Nhặt bóng. Đúng rồi. Anh xuống về lắm đây làm gì ấy nhở? Thế là gặp. Ngọc cà phê. Nguyễn Thiên Ngọc. Ơ sao lại 16 rồi anh? Nhanh thế. Cao ký về với con đi. Đấy là bài của ấy. Về với vợ con nhá. Hôm nay không trốn đi chơi đâu. Ngồi chơi rồi. Không vợ rồi à? Chết rồi. Thôi. Anh có vợ rồi mọi người. Hết lượt nhá. Hết lượt nhá. Chưa vợ. Thằng nào bảo là có vợ? Thằng nào? Bóp. Thằng nào nhá? Mọi người tính không gì? Xin chúc mừng các anh ạ. Vâng, em xin phép mời các anh chị lên chụp ảnh.